chị Quang Hiền hả? Cái đó trên truyền hình đó em. Ôi trời. Và chiến thuật của mình là nắm giữ con mồi để đẩy cặp đôi đến gần nhau hơn. Nói hơi ác rồi đó. Chồng bị thú đây. Muốn tìm hiểu Hùng trên phương diện tình cảm. Mọi người có thể ôm chồng một cái thì đêm nay chính là chồng là người ra về. Ủa chưa có gì hết mà. Ủa nhanh quá vậy. Thôi giỡn với mọi người thôi. Hả hồn. Mọi người ơi, anh hai anh rất là xúc động. Sao vậy anh? Sau khi trải qua một ngày đầy sóng gió, với bất ngờ nối tiếp bất ngờ, với sự ra đi của Phi và đón thêm thành viên mới Hoài Phong, thì tâm trạng của người ở lại ra sao khi phải đối mặt với những quyết định của mình? Anh Khanh cho em hỏi phỏng vấn sơ tí xíu nha. Giống như là sắp phải chia tay á, với một buổi chia tay chính thức á, là hai lần nước mắt anh rơi. Thì không biết là hai giọt nước mắt nó có giống nhau không hay là nó có khác nhau? Giống. Thật ra thì anh có tình cảm, anh mến mọi người, tại vì không phải tự nhiên mà cũng phải đi nấu á. Thật ra một phần ngoài vì đam mê, một phần là thương mọi người, nên nấu cho mọi người ăn. Với lại buổi chiều, cái lượt vote để mà giơ tay, để mà hẹn hò lại anh Phi á, anh có vote không? Tại vì lúc đó mọi người đã khẳng định rất là rõ là ai muốn anh Phi ở lại để mà tìm hiểu và tiến tới về cái mối quan hệ tình cảm, thì anh là cũng giơ tay luôn, là anh cũng muốn gì đó luôn. Không phải, không biết sao nha, nhưng mà tại vì đấu tranh cái tâm lý của anh nha, anh lại làm sai cái format của chương trình. Tại anh quý nó, tại vì nó mặc dù nó ba sát thì nó nhiều, nó hay dạng như hơi bốc đầu, nhưng mà thấy thương. Mình cũng nghĩ là Phi là một người sẽ có rất là nhiều bạn không nghĩ Phi là người an toàn, nhưng mình nghĩ Phi là một vấn đề khác, ở một phương hướng khác. Thế mình muốn cũng cho mình một cơ hội và Phi một cơ hội, nhưng mà cũng không được. Còn em thì ngay cái thời điểm đó em quyết định là em phải rạch ròi. Thế không có sự thương cảm ở trong đó. Tại vì em nghĩ một điều rằng nè, anh Phi á, nếu mà ở lại thì anh cũng sẽ không tìm được những cái điều mà anh mong muốn ngay ban đầu. Với cá tính của anh nha, em nói thiệt. Nhưng mà anh, biết đâu được. Lại khi mà biết đâu được thì giờ gì? Anh giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Cái cá tính á, làm bạn bè thì rất là dễ. Nhưng mà chương trình của mình không phải là boys friend, mà là boys love, là để đi tìm kiếm tình yêu. Mà trong khi đó những bạn còn lại không muốn chọn anh Phi để đi tiếp trên con đường tìm kiếm tình yêu, thì anh Phi dù cho có ở lại thì nó cũng sẽ như vậy thôi. Tại vì mình đã rạch ròi ngay từ đầu rồi, mình sẽ theo format của chương trình đến cùng. Mình sẽ không vì một chút thương cảm hay là thương hại gì hết để mình làm thay đổi đi cục diện của chương trình, để làm nó không có một cái sự khách quan. Và ngay cái lúc mà anh Mario có tròn á, là em ra về á, thì em cũng cười, nhưng mà em nhìn ánh mắt của mọi người thì đa số những bạn còn lại thì đều cho em cái cảm xúc là mọi người luôn muốn em ở lại. Xem ra Trọng rất tự tin về vị trí của mình trong lòng mọi người. Hãy xem thử cảm nhận của team Tồn Cúc Cung Trường 1 có giống vậy không nhé. Rồi là sao? Chưa kịp tắm luôn, bắt giật người Su xuống đây nói chuyện. Nói chung là xuống nhìn mặt cười Su. Tại vì hai ngày nay á, chúng ta không có ở chung với nhau, chúng ta không có những cái buổi đêm tâm sự mỏng vào lúc 3:30 sáng nữa. Cho nên là em nhớ. Thật sự Tồn Cúc Cung đã có cái tên luôn rồi, bây giờ là có cái nem luôn rồi đó, cái nem Tồn Cúc Cung luôn rồi, thì mình cũng phải có cái gì đó mà mỗi ngày mình phải chắc lọc lại chị em gặp mặt. Này nói nghe, thành ra cái phim mình bị ít nha, tại vì Trọng không chịu binh minh mình đâu.
Ừ, đi chơi, thấy không? Tất cả những cuộc nói chuyện luôn đều bên kia. Ừ. Nhưng mà trong khi đó mang danh là Tùng Cúc Cung. Ờ, Tùng Cúc Cung. Tại sao em thấy Trọng bị độc lập quá à? Chiếm đều, chiếm đẹp mình luôn á. Nhiều lúc mà em cũng có hỏi riêng Trọng nhiều cái. Chị em mình thì về đi đâu, ai về em hỏi liền đúng không? Ừ. Đi đâu về là em chặn miệng em hỏi liền. Còn Trọng thì Trọng vẫn cứ rất là khái quát và để dành riêng cho mình hết. Cho nên là bí mật nha. Khi nói chuyện với mình thì để nói rất là ít. Nhưng mà khi nói chuyện với những bạn kia thì kiểu như là bắn toàn là bên đó không. Đúng rồi, tự nhiên mình không nhận được cái gì hết trơn trong cái đó tiêm khúc. Bên phòng bên bển là những đối tượng của Trọng. Đúng không? Biết. Nhưng mà bên như vậy thì... Nhưng mà bên đến mức độ mà mấy nãy không thấy anh Mario anh nói. Anh Mario là ngày đầu tiên anh mới có tiếp xúc. Anh còn nói chị là em hãy coi chừng con em của em. Em hỏi chị ai? Anh nói bé này. Em thấy rõ ràng trên bàn ăn mà anh còn nói. Thì chứng tỏ là có nghĩa là cái cách của Trọng Binh á, cái cách của Trọng Binh là bị lộ quá, với lại làm quá lên cái chuyện nó thành đi xa luôn. Bị lộ hẳn là Trọng, đối tượng của Trọng là ai luôn rồi. Thì đó là câu vừa hỏi vì sao bữa giờ luôn nghĩ là đó là cặp đôi với ẩn vì do Trọng thôi, chứ đâu có mình thực sự đâu có muốn như vậy. Đúng rồi, cặp đôi với ẩn. Nhưng mà vô tình là thấy là mất cái khoảng trống không gian, mất cho những người khác những cái cơ hội để tiếp xúc với người đó là bị mất luôn, là do Trọng dành cái không gian riêng của coi đó là một cái phần riêng luôn rồi. Trọng dành đúng không? Dành riêng. Ừ. Mà trong khi là mình muốn gặp để nói chuyện tìm hiểu thôi. À, nhưng mà để... vì mình muốn có những cái cuộc nói chuyện từng người xem thử ai hợp với mình, mà cuối cùng buổi giờ chưa có cái gọi là tìm hiểu được quá xa. Trong này Duy Anh có nhiều sự lựa chọn hơn. Và mật ngay cả bạn mới cũng vậy. À, bình thường, đâu có gì đâu. Hy vọng em thoải mái được. Em đã thật rất rất thoải mái. Rồi cái kèo của em với Duy Anh xong rồi nói chuyện với nhau chưa? À, em nghĩ suy nghĩ thoáng hơn là ví dụ như ngày hôm nay là Duy Anh đã fail cái thử thách của em. Cho suy nghĩ lại đó, có mình có muốn thực hiện thử thách không? Thì tất nhiên nếu mà chơi là phải chịu, nhưng mà thử thách của Duy Anh là ngày mai là ngày cuối cùng mình ở Sài Gòn đúng không? Ừ. Là trong nội vòng 24 tiếng của ngày mai thôi. Không nói chuyện với Duy, không nói chuyện với Duy. Hả? Ok, đồng ý. Sáng nay Trọng có quất em ra tâm sự. Ủa vậy hả? Có. Tâm sự riêng luôn. Tâm sự riêng luôn. Ừ, tự nhiên thôi nha. Tự nhiên cái bật, làm cái bật luôn là tự nhiên cái hôm nay anh nói thẳng luôn á. Tự nhiên hôm nay anh có thử thách cho Duy Anh. Đó là Duy Anh lơ Duy đi. Ủa? Duy Anh lơ Duy đi. Tôi làm gì sai? Nhưng mà đang không hiểu là Trọng đang có những cái cơn ghen vô lý. Đúng, vô lý. Thấy ông làm cho tôi bị đấy, sợ. Đấy, khoan. Mới nãy anh Duy Anh có thốt ra, em có nghe không? Trọng là một cái người có suy nghĩ rất kinh khủng. Không phải một con người. Đúng rồi. Thấy anh Duy Anh còn cảm nhận như vậy luôn nha. Khi mà Trọng nói ra cái việc đó nha. Trọng nói cái việc mà thử thách Duy Anh á. Em sâu chuỗi lại mọi chuyện là Trọng đang bị quá nặng rồi. Đúng. Trọng đang muốn nã cái Duy. Ờ, sáng ngày hôm sau liền luôn. Em không hiểu luôn, mọi người tâm sự với nhau. Tâm sự với nhau sáng xuống. Trách Duy Anh mà trong khi mình ngồi bên đây mình ăn mình ngại đến nỗi mà không dám ăn luôn, trách tới nỗi mà như này. Thôi, mắm thì cũng chan hết, ăn mặn cũng được chan hết cho luôn, không có san sẻ cho một ai hết. Tình cảm mà đi san sẻ như vậy. Mà trong khi bản thân mình là đang ngồi sát bên luôn nha. Nhắc tới mắm mới nhớ, ảnh kể vụ mắm cho em luôn. Mà rõ ràng trong đêm đó là thề hứa với mình biết bao nhiêu cơ. Ủa. Là ừ này nọ tùm lum hết, trong sáng giờ khui ra cho cái mặt mình quê chơi vậy đó. Nè, để ý nè, nồi nào úp dung nấy. Bà kia bà cũng rất là thâm thấy. 49 gặp 50. Đúng, bà kia cũng rất là thâm thấy. Thì giờ mình ship cái đồ đó luôn đi. Ờ, ship được thì ship. Ship đi. Em khác Duy Anh ở một chỗ nha. Show ra cho mọi người thấy là bạn đang nice. Và bạn đang tình cảm với từng người mà bạn gặp. Là em không? Em sẽ từ thôi. Vì mỗi người một quan điểm, mỗi người một cách sống mà. Nhưng mà anh không thích Duy Anh ở một chỗ biết sao không? Làm cho người ta dễ bị hiểu lầm về tình cảm của Duy Anh á. Thì đó, cái điều em nói là nó bắt cầu cho cái chuyện đó thôi. Mình được quyền thích và mình được quyền tìm hiểu nhiều người. Nhưng mà đừng có để cho người ta biết là mình cũng đang có tình cảm mà mình muốn tiến tới người ta. Mình hãy để cho mức độ là mình đang muốn tìm hiểu người đó thôi. Đúng rồi. Ừ. Duy Anh đang làm mọi người hiểu lầm á. Đó. Cho nên là em suy nghĩ em với bạn bây giờ nó là giống như là kiểu một người bạn bè bình thường chơi vậy thôi. Duy Anh đã làm hai người tổn thương. Ai? Hai người? Ừ. Em với Duy? No. Em với anh Phúc? À không, Duy vẫn tổn thương nha.
Duy vẫn tổn thương rồi. À đúng rồi. Kiểu như nhận ra chân lý vậy đó. Thôi giờ nhường coi như nhường cho một người giờ một người bạn đi, người đúng em chứ bây giờ em nói là em nói rồi, Duy Anh cũng hôm nay cũng mất điểm cho mắt em khá nhiều. Thật sự mất. Duy Anh đã mất đi 7 trên 10. Thật sự mất số điểm rất là lớn rồi đó. Chị là mất hết rồi đó em. Từ buổi học gấp. Tự nhiên hồi trưa ra đứng lên là bao nhiêu cái nói là làm cho mình là mình buồn nha. Nhưng mà cái tính mình buồn là hồi sáng thật sự hồi trưa đi không phải là vì khóc, nói chung là vẫn mến Phi nhưng mà không phải là khóc là vì Phi mà khóc vì cái mình tốn thời gian quá. Đúng, nhận định tốn sai. Thời gian thật sự là tốn cọc, thời gian quá. Thề như là lúc tìm hiểu đừng có tỏ vẻ là hiểu mình, đừng có tỏ vẻ là muốn tìm hiểu mình, muốn biết là muốn cho mình biết là người ta thích mình, muốn cho biết mình có nhiều vẻ tin. Ừ, xong rồi cái là giơ tay lên phát biểu. Thật sự thì Duy Anh có nói với lại mọi người là Duy Anh muốn tìm hiểu với lại anh Phi. Đâu á. Tự nhiên xỉu ngang tại chỗ luôn vậy đó. Để tìm hiểu mối quan hệ là yêu đương và có tình cảm thì em vẫn muốn anh Phi ở lại và em sẽ dành thời gian để tìm hiểu về anh Phi. Cái người mà em đang hướng tới là Duy Anh, mà sau khi mà Duy Anh fail rồi, cái người em đang hướng tới là có thể em sẽ không trả lời anh trong câu hỏi này. Ok. Tại vì chương trình mình còn phía trước nữa. Nhưng mà em hoang mang cái này nữa nè. Buổi ăn trưa có mình đang nói chồng ngồi bàn bên kia nhớ không? Nói chưa? Đây đó là cái ngày mình đi chơi bowling luôn ấy. Đúng rồi. Chồng nói chồng có cảm tình với em. Em không biết là nói giỡn hay nói chơi. Tại vì mấy lần đầu á nó khùng. Mấy lần đầu á là em tưởng giỡn nha. Em chọc lại đúng rồi. Em chọc lại cái nữa em cũng đâu có vừa. Xong rồi cứ lặp đi lặp lại hoài. Anh hiểu không? Và ngay cả những lúc riêng không phải đông. Đông thì không nói, đông thì chặt chém. Nhưng cả những lúc riêng như là bộ đi bộ riêng xuống cầu thang lo lo gặp cũng nói nữa. Mà em cũng bắt gặp nhiều ánh mắt của chồng đang. Thật sự là mình cũng có muốn tìm hiểu Hùng trên phương diện tình cảm. Và khi tiếp xúc được với Mạnh Hùng á, mọi người sẽ cảm giác rằng là cậu bé này có nhiều điều hay ho lắm. Ngay cả những cái trò chơi mà cần nhiều thể lực á, thì Hùng làm rất là tốt. Chứng tỏ rằng là bạn là một người rất là mạnh mẽ, phía sau một cái hình hài rất là mỏng manh, nhỏ bé. Mình thấy bạn hay, thật sự hay. Ê mày, cái cuộc hẹn này nha, mày lòi ra mày trọng biết cái cuộc hẹn này không có mặt trọng trong nhóm á, là cũng có chuyện. Không, giờ này trọng đang ở trên phòng với Duy Anh mà. Trọng đang ở tiếp cái anh tráng sĩ á chị. Đúng rồi. Thật sự là thấy bị sợ luôn á nha. Cứ mỗi lần đi là Trọng bệnh nè. Cứ mỗi lần đi chung với Duy Anh là Trọng bệnh nè. Trọng bệnh lần 30 phút, lần 30 phút mà bệnh một lần mấy ngày như vậy đó. Trọng lầm mệt. Nhưng mà biết sao không? Nếu mà mọi người nói như vậy nha, em nghe rất nhiều luôn. Và em nếu mà em gom lại như vậy, nhưng mà nếu mà em là người suy nghĩ tiêu cực á, em nghe mọi khoan em người. Có nhớ cái đêm mà mình chuyển lên phòng trên là mọi người đặt chung một câu hỏi vấn đề là tại sao Trọng đều đi gặp riêng từng người? Em luôn đấu tranh trong đầu là Trọng không phải là người như vậy. Nếu mà Trọng là người như vậy là Trọng là một con người chiêu trò quá tính toán quá. Thôi sao ta, không em nói hơi ác rồi. Trọng bị thú đây. Nó thì thôi à, anh đang định làm gì quên bà rồi. Hả? Bây giờ đi lên phòng đi, mình nghĩ là mình nên lên phòng hòa nhập lại để nói okay, chuyện để làm coi như sao nữa. Chính xác. Tại vì chứ chị em thì cũng tâm sự vậy đó. Mình nói chung. Ê dạ. Vậy là sau những suy nghĩ khác biệt về nhau giữa Trọng và Tim Tồn Cúc Cung, tất cả đều đang có một điểm chung duy nhất là suy nghĩ thiếu thiện cảm về cách hành xử của Duy Anh với mọi người. Liệu hành trình tình yêu tiến lên phố núi sáng nay có hóa giải được những suy nghĩ đó? Hay khoét sâu thêm những khoảng cách giữa Duy Anh với các thành viên còn lại. Cá nữa con. Niềm xưa một thời thơ âu. Ai bây giờ chơi thử chữ đi. Thôi mình làm thơ đi, chẳng không làm ấy. Làm thơ gì mà làm thơ? Làm thơ khác được. Làm thơ giống như mấy bà cắt đầu xe á. Bốc đầu. Đang chạy mà đi đang chạy bốc đầu. Làm phải chia phe ra chứ. Trời ơi. Bây giờ mỗi một hàng xe là một đầu tiên hả? Cái hàng mình thiệt thòi nhất á. Sao đâu. Trận đấu đầu tiên. Trận đấu đầu tiên bắt đầu. Tôi đi tìm môi xóa. Tìm em trong mắt tôi.
tìm quên kỷ niệm men cay tưng. Dừng rồi, chữ này men cay tưng. Nó ngang ngược. Ba thương con thì con giống mẹ, mẹ thương con thì con giống ba. Cả nhà ta tờ đi. Em phải kiếm cái chữ nào khó nhất để cho đội bên kia thua. Mình chưa kịp. Nhưng mà không, ơi, chưa mới quen nữa. Kể từ đêm cái này nó chậm được cái kiếp luôn. Nếu mà lô tô mà chơi là chị thua là thiệt thòi cho đội mình. Chơi tìm từ, ví dụ như là trên cơ thể, liệt kê ra những cái từ trên cơ thể, bộ phận trên cơ thể nhưng mà có dấu sắc. Rồi, cũng được. Hoặc đó. Là có dấu huyền, thì nó sẽ có những cái từ rất là thú vị. Rốn, đạn, nát, súng, ôi, cái cục thế này của một con súng. Dấu sắc phải không? Chú, sao mày chú cái súng cười? Súng. Súng rồi. Nhưng mà em đã súng rồi. Nè. Đón không được hoặc là đón sai điện phạt nha. Đúng nha. Phạt liền. Không phạt đúng nha. Phạt liền. Nếu mà anh đang có súng, móc cái súng cho em coi. Móc cái súng cho em coi. Đúng rồi. Đúng. Anh đang nói là bộ phận trên cơ thể đúng không? Vậy bây giờ chỗ nào là súng, móc ra liền. Móc ra. Móc cái súng anh ra. Móc rồi. Không rồi đâu. Rồi phạt liền. Bây giờ mọi người nghĩ. Anh ngồi. Nước, có nước cam cho anh xin nước cam không đường nha. Anh uống nước suối rồi đó. Hả? Anh uống nước suối xong đó. Không, nhưng mà nước cam nó phải tốt cho... Trừ cam cũng được. Nước ép gì là được, nhưng mà không đường. Đừng có kêu cam. Còn nếu mà không có những thứ khác thì kêu cam nha. Ok, cảm ơn em. Bên Cúc Cung cũng đã nói chung là cho chị với anh Khanh rồi. Chị nói nha, sao càng ngày chị lại càng thích anh Khanh nha. Anh Khanh xuất sắc, thật sự là ship non ship cấp bù luôn, rất là hợp nha. Kiểu như là mình vẫn có cái muốn tìm hiểu anh Khanh thử, nhưng mà thật sự thấy hai người này quá hợp. Quá hợp đây, mình cũng muốn là ship đi luôn. Bền vững, một người nè, chỉnh chu, dịu dàng, giỏi giang, ngoan. Một người sống tình cảm thật lắm á. Nếu thiệt á, em nếu mà bắt buộc phải chọn, em cũng chọn anh Khanh nữa. Anh quá tốt, nhưng mà em biết nếu mà em với anh Khanh, em không phải gu anh Khanh. Đúng, gu anh Khanh là em quá. Đây mình cũng chưa biết trước nha. Chưa không biết nữa. Nhiều khi ngang xương có đổi ngược lại biết không rồi. Chị em nhớ là ngày trước chị đẩy thuyền là đẩy thuyền em với ảnh. Đúng rồi, hai cũng đẩy. Nhưng mà không ngờ nó lại bật cái đêm mà tặng hoa là nó quật lại. Nhưng mà quật lại mà lại quật chúng. Là mỗi người mỗi gu. Đúng rồi, giống như là mỗi tên bắn trúng tim luôn. Ừ. Cái xong từ đó chị có cái nhìn mới. Chị cái nhìn mới xong từ nhìn cái chuyện anh Phi hồi sáng. Rồi thêm cái chuyện anh Milo chọc mình nữa. Làm cho chị cảm thấy là anh này. Cái thương của anh nó kiểu là một người đàn ông cảm xúc như thế khó kiếm lắm. Khó kiếm với lại thật. Anh thật. Tại vì em không biết hai người kia làm sao nha. Tại vì em không tính giành giật và nếu mà quen em, nếu mà may mắn quen em thì anh Khanh sẽ khổ. Anh đừng có lo về cái đề anh khổ hay không khổ. Tại vì là mình thương ảnh nên là sợ anh khổ á. Không biết, không biết cứ thoải mái. Bây giờ á, em đang rất là phân vân. Tại vì cả sáng hôm nay em đang phân vân là có nên bỏ bớt một đối tượng của mình hay không. Em đi vào đi vào con đường quá trễ so với mọi người. Đúng không? Thì bây giờ cái việc gấp rút của em là phải xác định đúng phạm vi của mình. Bây giờ để chị cảm nhận coi. Tại vì sử dụng cái cảm nhận của ngôi sao song tử coi. Em cần lời khuyên. Bây giờ sao song tử nó có cảm nhận này nè. Cái người thêm vô, em có cảm nhận mới là người mới của em là... Không phải đối tượng của em. Là chồng đúng không? Ừ. Chị biết mà. Thì đó. Chị cảm nhận mà. Nhưng mà sáng nay sáng giờ á, em có tương tác với chị anh. Nhưng mà chị anh quan tâm. Thôi em ơi, bỏ cái đó đi. Thì bây giờ đối với em nha, Duy Anh sẽ xếp thứ 3. Tại vì em có 3 đối tượng thì tới bây giờ thì anh sẽ xếp thứ 3. Anh Phúc xếp thứ 2. Không, anh Phúc xếp thứ đầu tiên. Đúng rồi, đúng rồi. Dễ dàng. Bây giờ chị hiểu, ôi chị hiểu mà chị em chưa? Đúng là một đứa em, bởi em gái của chị là vậy. Bây giờ và anh cũng cảm chị đang tính có một cái trò chơi. Tối nay
Nếu không có gì, mình sẽ chơi trò chơi của Tồn Cuối Cùng đặt ra. Là Tồn Cuối Cùng bắt buộc phải chọn một anh tráng sĩ. Tráng sĩ và đi chơi. Thì mình hợp Tồn Cuối Cùng hay sao? Tồn Cuối Cùng phải chọn một người. Là Chiều. Chắc là chị sẽ đi với anh Thanh rồi. Nhưng mà tự nhiên bây giờ phải cộng đi tìm trâu. Đứng phải con trâu đúng không? Thì xã hội 4.0 rồi. Đúng, xã hội 4.0 rồi. Mình bật Bluetooth luôn. Đúng. Đừng chờ. Đừng cái sĩ diện đúng không? Đừng có há miệng chờ xung nữa. Đừng chờ người ta tìm tới. Mình thử cho chắc ăn luôn. Hey. Duy nói là quen Khanh. Duy mà quen Khanh là khổ. Đừng có sợ. Ủa quen. Chị nói thật với em nha. Em nghĩ chị ngoan hiền hả? Không, tụi em. Ngoan hiền tụi em. Ngoan hiền giúp nhà. Ừ. Cái đó trên truyền hình đó em. Ôi trời. Thực sự trong một cuộc chơi thì bắt buộc phải có chiến thuật. Và chiến thuật của mình là nắm giữ con mồi và cùng sự hỗ trợ của Tồn Cúc Đường để đẩy cặp đôi đến gần nhau hơn. Anh giả là một người con gái giống như là đưa thuyền hay gì đó, mạnh gạ tình một trong những người trong này. Là bây giờ chiều phạt nha. Đúng rồi. Anh che mặt lại đúng, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng đúng không? Đúng mắt anh đẹp anh chọn ai chứ đừng. Sẽ chọn anh anh. Chọn anh Khanh. Đúng đó. Chị bố cho bây giờ đi. Nó nhiều quá trời. Chị kẻ chọn chị hai. Rồi em. Tắt. Bố ơi, tiêu chảy sắc bẩm đưa lưỡi bố. Lưỡi bố. Mày là anh Khanh, mày là... Ủa sao? Xem không? Xem không phải. Xem không kêu em lại. Anh đang kêu. Anh đang giả tình em. Em sợ chết. Anh sợ muốn chết. Nhưng mà cái nếu sợ thì... Nghe nè. Tôi đang được uống rượu mà tôi sợ chứ sao? Anh phải giao đãi người ta để cho người ta tiếp tục. Cái gì giao đãi? Chứ bây giờ là anh Phi ảnh đi rồi đúng không? Thì chị nghĩ nếu mà tìm hiểu thì cũng có thể quyết định là tìm hiểu anh Phi được. Biết đâu lại hên nhưng mà không cứu được thôi thì đành chịu. Thì bây giờ anh Phi được không đi rồi thì mất đi một cái đối tượng rồi. Duy Anh là thôi khỏi, bỏ. Chơi nữa không? Chơi. Còn chưa phạt hả? Không, hồi nãy là thôi bây giờ không điêu thuyền đi anh. Hả? Anh không mình rồi. Đúng rồi á. Rồi, không biết. Không điêu thuyền. Không lưỡi bố. Rồi nha. Tại vì anh bị nghẹt thôi. Sai. Anh xô quá. Anh Phúc sẽ được phong là Thánh Hùng. Chơi đẹp nha. Tại vì em mệt đó chị em. Anh Phúc. Hàng ơi thì kiểm tra hơi thở. Ủa hàng ơi, thở anh thở sạch sẽ. Trời ơi. Anh thì mặt lắm. Mặt hơi lắm. Ở trên này hơi mệt. Nhúng vô. Còn nhúng mẻ nè. 1, 2, 3, 4. Giơ tay. Xuất sắc anh, chơi quá đẹp luôn. Một ngày hôm nay Phúc cảm thấy rất là hạnh phúc. Có một cái niềm vui là nó hòa quyện với nhau rồi, nó xem như là một gia đình rồi. Và Phúc cảm thấy là Phúc, cái quyết định của Phúc rời bỏ quá sớm. Ngày hôm nay Phúc cảm thấy rất là tuyệt vời. Chơi tiếp ơi, chơi tiếp nha. Không, chơi trò lại. 4, 2, 3. Ngày sinh thâm thôi lỡ rồi bây giờ mình về nói rồi mình không ôm nữa bây giờ mình cả má ghê quá trời má chạm má đi má chạm má đúng rồi má chạm má hai má gia đình em đụng với nhau không truy má đi không chạm má trong vòng 5 giây chứ tự nhiên nhìn anh chạm em chạm thô lỗ quá với phụ nữ là phải nhẹ nhàng một cả không quay mặt ai trước một đó trời 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 2, 3, 4, 5. Rồi ba cái má chạm lại luôn nè. Giờ ba má chạm nhau nè. Trời ơi, chỗ vậy á, đủ rồi.
chỉ còn 2 ngày nữa là gần cán đích. Thì không còn gì để mình không nói được câu là mình nghĩ mình với anh Khanh là một cặp. Rồi một trong hai người gọi là số 1 đi. Tôi nghĩ chơi. Tôi nghĩ chơi. 2 3 ngủ rồi. 4. Ngủ rồi. Ngủ rồi. Ngủ rồi. Không anh. Anh không, mình phải đổi cái phần khác đi. Đâu thì tập cũ vẫn được mà. Vẫn được mà, tại vì chỉ có người mới mà. Trò chơi này tình yêu phải không chứ? Nhưng mà em mới bờ. Bờ gì? Bờ rồi, không cãi. Bờ thì cũng bung nha. Không cãi. 1 2 3 4 Sao liệu hết đi? Không, biết sao Phúc ra thì nó ngẹn ngay cổ. Bị đánh rơi một nhịp. Phúc ra nó ngẹn ngay cổ. Để mà nói về hình phạt được hôn. Thứ nhất là hai cái môi chạm vào rất là mềm. Có cảm giác với nhau. Cái thứ ba là thích. Lúc đó mình chỉ rất là ngại thôi, tại vì trong suốt chương trình thì gần như mình không có sự va chạm về mặt cơ thể với ai hết. Nhưng mà Phong là người mới đến ngày đầu tiên, nhưng mà lại có một sự tiếp xúc với mình, có một nụ hôn với mình, thì mình cảm thấy rất là ngại. Phong đang ngại ngay cổ. Có một sự ngấu nghiến trong này nha. Em đang ngồi đợi chuyện. Ủa, alo. Thôi cô không chơi những trò chơi này được. Thôi ngủ nha. Không, cho cô chơi. Không, anh chừng mất. Cô bận sợ cho án. Tối nay đi lên Đà Lạt cô dạy. Trong cái túi Duy Anh có quá nhiều mũi tên. Và Duy Anh có thể bắn bất kỳ người nào, bắn bất kỳ lúc nào. Làm cho mình luôn luôn nghĩ Duy Anh là một người rất là dễ. Rất là dễ thôi nha, chả không muốn từ dễ gì. Nhưng mà nó rất là dễ trong chuyện tình cảm. 1 2 3 4 4 Có không? Có. Rồi, có chơi. Có chơi có chịu. Cô giáo ơi. Cô giáo ơi. Có chơi có chịu. Bắt là chết nha. Để cô lắc cái máy trợ thính cho cô nghe không được. Em nó bị đuổi học à? Chơi gì nè? Phạt cái gì bà giáo nè? Với ai nữa? Với đây. Ủa chị anh? Em mà. Không anh. Với anh. Anh với lại cô giáo kêu trục số. Chấp nhận. Ê, quả là xin ơi. Ok, hay là để... Mũi chạm mũi trong vòng 5 giây. Ok. Ôi, nó muốn làm tán lên liền. 5 phút đây là... Ủa cái miệng, cái hổ miệng quá là... Có lọc tiếng, có lọc tiếng không thì lọc luôn nha. Mũi chạm mũi. Mũi chạm mũi trong vòng 5 giây mà có yêu cầu lọc tiếng thì không. Mũi chạm mũi. Mũi chán chạm chán nha. Lấy quả chai lại. Đúng rồi. Đâu lấy quả chai. Lấy quả chai vô lại. Để mà mũi chăm mũi rồi. Cho xin mấy cái ổ gà cho tài xế rồi. Sướng. Thôi luôn rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Từ từ, tại sao cô giáo mũi vàng quá vậy? Tài xế chạy cho nó. Cô giáo không có nôn nha. Cô giáo nha, không có nôn nha. Cung lào. Cái cung của mình không có những người nôn như vậy nha. Cung lào. Vậy cô giáo nó sao đó ta? Cô giáo này đang tặng hồn vậy á nó khác cái nôn bên Lào. Tôi đang nói cái nôn bên Lào nè. Càng giải thích nó lại càng lộn. Rồi bà hung đi bà. Càng lộn. Càng lộn 10 giây nha. Nhắm mắt lại. Tặng hưởng. Mấy sướng của cô đó nhiều. Cô để máy hả? Trời ơi, em sợ không mọi người ơi. Để em lọc đi. Đâu có ngoạm những cái khúc hồi nãy đâu mà sợ. Cái cặp gì mà nó nói chuyện không à Trần. Tốt nhất rồi. Cô giáo à, sao mà lụt chân lông? Cô giáo à, lụt chân lông chân mũi luôn, màu đen. Một ống ống, hai, ba. Ở 5 giây rồi. Chị kịp đếm luôn á. Người ta làm một khúc là cũng mới bắt đầu đếm. Trời ơi, hay chỉ đài truyền hình không có mời đi lọc tiếng là vậy á. Xui ghê. Kêu số đi, kêu số. Về mặt tình cảm của Trọng với Duy Anh hiện tại nó đang dưới không, nó đang âm. Ngay lúc đầu nó ở một cái ngưỡng cao. Và cái đồ thị nó đi xuống, nó lao dốc xuống vì những cái nguyên nhân rất là... Đôi khi cũng có thể là có chủ quan và có khách quan trong đó. Tan trường. Tan trường. Ta bây giờ là giờ ngủ trưa, các bé hãy ngủ trưa. Mời dân làng đi ngủ. Chuyến xe tình yêu vẫn đang tiến tới đích đến là phố núi Thơ Mộng, nơi bắt đầu và kết thúc của sự lãng mạn thăng hoa. Các thành viên trong nhóm cũng dần xác định rõ tình cảm của mình. Liệu còn bất ngờ nào đang chờ đón các thành viên?
Xin mời các bạn cùng theo dõi trong tập tiếp theo. Sao vô tâm quá, chẳng thiên tha nơi đây. Nỗi sầu trong đêm vắng, hòa cùng điều nhạc sâu lắng.